ngày 2/5/2016 do là đau hạ sườn phải. Thì các bệnh viện ban ngày bệnh nhân đầu ngọn đau thượng vị là hạ sườn phải ngoạn trên 15 tỷ, kèm với sốt nhẹ buồn nôn và nôn ói sau ăn. Tiêu tiểu bình thường thì nhập viện 115. Bệnh án là hậu phẫu phải không? Dạ. Rồi trình bày như thế là đi lạc đường rồi. Đây là nghe trình bày là thấy là nó lại hơi hướng từ tiền phổ cũng đấy. Mà trình bày lại ngắn gọn. Dạ. Thầy đã gọi là mổ rồi, tôi không cần quan tâm có nôn ói, có sốt này nọ hay không. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Tôi chỉ cần biết cái quan trọng nhất là gì, và mặt bệnh sử quan trọng nhất là gì. Chẩn đoán trước mổ, mổ ra cái gì, có phù hợp hay không, rồi sống. Đúng được chưa? Rồi diễn tiến từ lúc mổ xong đến lúc bây giờ tình trạng bệnh nhân sao, nó nằm trong phần bệnh sử. Chứ cái bệnh án hậu phẫu mô tả là bệnh nhân đau bụng, nôn ói, sốt, nó đau lan thế nào như thế là đi được, hoàn toàn sai. Dạ là bệnh nhân phát hiện chính 71 tuổi nữ, nhập viện 17 giờ ngày 2/5/2016. Nhập viện với đau hạ sườn phải thì được chẩn đoán trước mổ là tiêu túi mật cấp do sỏi. Các cận lâm sàng trước mổ thì có chẩn đoán là bạch cầu là 21,5 ngàn, trên ulet neutro là 79,3%, siêu âm bụng thì có sỏi túi mật và dày hình túi mật, CT thì có thành túi mật dày khá đều, bắt túi cản quan khá mạnh, thâm nhiễm mỡ quanh túi mật, các đốt sỏi nhỏ đáy túi mật, kết luận là tiêu túi mật cấp do sỏi. Thì cái thông tin về phẫu thuật thì nhưng mà tôi thông tin trước mổ đấy chẩn đoán là tiêu túi mật cấp mà nghĩ trong đầu là thể nào? Dạ tiếp rồi bệnh nhân nhập viện các ba ngày theo nghĩ là thế nào thể do phát bệnh là thế nào, tới giai đoạn nào, bù nè, lung mũ hay hoại tử hay thành đóng quánh hay là áp xe hay viêm phúc mạc, chỉ tới phù nề cỡ là cỡ lung mũ chứ phù nề thôi, tại vì lúc mà khám nhưng đau bao lâu? Dạ cách nhập viện 3 ngày, nhưng mà đau bao lâu rồi mới nhập viện? Đau 3 ngày. Đau 3 ngày rồi mới nhập viện hay đau 3 ngày rồi mới mổ? Đau 3 ngày mới nhập viện. Rồi từ lúc nhập viện đến lúc mổ là bao lâu? Dạ bệnh nhân nhập viện đúng giờ ngày mổ, tính mổ là thứ hai, nhưng mà tại vì lúc đó từ lúc nhập viện đến lúc mổ tình trạng bệnh nhân có thuyên giảm không? Có, bệnh nhân khai là cũng là nhập viện xong là uống thuốc hay gì nhập gì đó là hết đau. Giảm mổ là bình thường hết. Uống mổ bình thường hết. Nhưng mà trước mổ thông tin đấy là nghĩ là phù nề hay phải đang hoại tử rồi. Đau 3 ngày, bạch cầu 20 ngày không phù nề đâu. Nếu mà không phù, nếu mà không hoại tử là chuyện thêm đấy. Rồi, thôi được rồi. Thông tin về phẫu thuật thì chẩn đoán trước mổ là tiêu túi mật cấp do sỏi, chẩn đoán sau mổ cũng là tiêu túi mật cấp do sỏi, phương pháp là cắt túi mật nội soi. Phẫu thuật bắt đầu lúc 12:45 ngày 1/6/2016, kết thúc lúc 14:00 ngày 1/6/2016. Thì trong các cuộc phẫu thuật là nước mổ ra hé túi mật tim cấp dày và nó bao quanh túi mật. Thì lúc mà gỡ mặt nó ra khỏi túi mật có bút bớt dịch mật, sau khi mà gỡ mặt nó ra là thấy dịch mật rồi. Dạ không, gỡ mặt nó ra, đi trong cái chương trình là đi gỡ mặt nó ra khỏi túi mật, hút bớt dịch mật. Chọc cái kim vào trong túi mật để hút bớt cho nó xẹp, nó dễ mổ quá. Mà cái tình trạng túi mật thì sao? Là túi mật tim cắt dài. Vậy thôi được. Cái mổ là bọc lõm túi mật và động mạch túi mật, kẹp các gan ống túi mật và động mạch. Thì khi đốt gỡ túi mật ra khỏi gan có rửa bụng và đặt luôn dưới gan. Có người giải phẫu bệnh lý túi mật nhưng mà không có xảy ra các bất thường gì thường gì trong cuộc mổ. Thì cái hậu phẫu này, một là bệnh nhân tỉnh, cái sốt tốt, không đau bụng, không đau ói, sinh hiệu ổn, bệnh nhân vận động, cử động được tại giường là nên đánh giá là bệnh lọc cấp 2. Lúc đó bệnh nhân chưa trung tiền, chưa đi tiêu, với mổ khô ống dẫn luôn dưới gan và ít dịch đỏ sậm trong lòng ống, tiểu qua xong khoảng 300 ml đầy trong. Thì hậu phẫu 2 thì bệnh tỉnh, sốt tốt, cũng không đau bụng, ói, đau vết mổ có giảm, vận động vẫn ở cấp độ 2, nhưng mà bệnh nhân trung tiền được, có mổ khô, bệnh nhân ăn cháo được, ống dẫn lưu dưới gan ra 10 ml dịch đỏ sậm, tiểu qua xong khoảng 1000 ml vàng trong. Ngày học bổ thứ ba là lúc mà em hỏi là bệnh nhân không đau bụng, không đau mối, vết mổ, cái chỗ vết mổ có đau có giảm, bệnh nhân trung tiền được nhưng mà vẫn chưa đi tiêu. Tiền căn thì bệnh lý nội khoa, bệnh nhân có 8 huyết áp khoảng 25 nhưng mà không điều trị đều. Thiếu máu cơ tim 4 năm cũng không điều trị, thoái hóa cột sống, gãy xương, tai biến mạch máu não cách 4 năm, có bị yếu hai chân nhờ bệnh nhân vẫn đi lại được. Ngoại khoa thì chưa ghi nhận bất thường, ba đây là 8008, gia đình là chưa ghi nhận bất thường. Thói quen là bệnh nhân không có thuốc, không uống rượu, chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc hay thức ăn. Như này nam hay nữ? Nam nữ.
nam nữ mình không uống thuốc, không uống rượu, nó cứ mô tả những gì đó không, cái Việt Nam mình nó có ai nữ mà uống thuốc uống rượu đâu hả? Thì khá lâm sàng học ở ngày 3 thì có sinh hiệu ổn, bệnh tĩnh rất tốt. Thể trạng thì bệnh nhân thừa cân, BMI thì lên tới là khoảng 23,78 kg trên mét vuông da, da niêm hồng, không mắt không chủng, không có môi khô, không có phù. Khám phổi thì có bệnh nhân thở êm, không có kéo, tim cũng không có bất thường. Khám bụng thì có là bụng dày mỡ nhưng mà nhìn không chướng, di động đều, có em nghe được âm rùa 2 lần một phút, bụng mềm ứng là trống mà không có điểm đau khu trú. Khám vết mổ là vết mổ có 3 cái vết, vết mổ tại chỗ đường vào bazooka thì khô, không có sưng nóng đỏ, không có rỉ dịch, không có thấm thấm băng ở đâu nhẹ vết mổ. Tình trạng dẫn lưu thì có một ống dẫn lưu dưới gan là da xung quanh ống khô không đỏ, rỉ dịch bất thường, ống dẫn lưu đó dịch đỏ sậm ở dưới 10 ml. Tín hiệu sinh dục thì là bệnh nhân còn lưu xong tiểu thì sáng lên khám là người nhà vừa mới đi đổ, thì lúc anh đang nhắc thở thì vừa đổ xong mới là còn lại ra được 200 ml nước tiểu thanh trọng. Đầu vấn đề là bệnh nhân nữ 71 tuổi nhập viện vì đau hạ sườn phải, chẩn đoán là viêm túi mật cấp do sỏi, đã phẫu thuật cắt túi mật nội soi ở mỗi ngày 3, có các vấn đề là sinh hiệu ổn, mụn không chướng, không ấn không đau, âm ruột 2 lần một phút, vết mổ khô, ấn đau nhẹ, không sưng đỏ, không rỉ dịch. Cái đó là công tác bệnh án chứ không phải là đặt vấn đề. Nhân bệnh nhân nữ nhiêu tuổi? Dạ 74 tuổi, mắc rất nhiều bệnh lý nội khoa, cao huyết áp, tai biến gì nữa, thiếu máu cơ tim, bỏ xương, thiếu máu cột sống, họ phẫu ngày thứ 3, viêm túi mật cấp, cắt túi mật nội soi, đúng chưa? Rồi đó là một ý, một cái vấn đề xong. Vấn đề thứ hai là cái gì? Giờ hiện tại bệnh nhân sao? Tôi đã hết đau hay là bớt đau nhiều, ra phải đau nhẹ gì đấy, ăn uống, ăn được nhưng mà ăn ít. Rồi tiêu tiểu làm sao? Tiểu thì tại vì vẫn còn đang đặt xong, còn đi tiêu thì chưa đi tiêu nhưng mà có suy nghĩ. Rồi đã xì hơi được rồi, đi lại. Đi lại thì chỉ là nằm tự động tự do trên giường thôi, tại vì bệnh nhân cũng đỡ thì người nhà cũng không có vui. Rồi đó ý vấn đề thứ nhì, đề thứ ba là mình cáo. Hiểu chưa? Giờ tháo mà không có hội chứng nhiễm trùng hay cụ thể không có sốt cũng được nha. Bụng sao? Bụng mềm, ấn không có bụng nào đau hết, không có bụng nào nề hay đầy, có tụ dịch trong bụng hết, vết mổ khô sạch nha, không có thấy đỏ, dẫn lô ra 50 ml dịch đỏ sậm, xong kết luận ổn định, thế thôi, có gì đâu mô tả dông dài. Giờ hậu thì sao? Giờ hậu nếu mà về ngoại khoa em thấy bệnh nhân là tình trạng ổn, nếu tốt thì em định là hôm nay là dịch ra giữ dưới gan nó ra ít, cho nên định là rút ống dẫn lưu luôn. Thì cái xong tiểu thì tại vì người nhà nói là bệnh người nhà yêu cầu là muốn để lại, tại vì bệnh nhân là lớn tuổi nên khó đi lại á, nhưng mà bệnh nhân này BMI là nhiêu? BMI là 23,78. 23,78 đâu có to lắm mà nghe mô tả giống như cái cùng phi nằm trên giường vậy. Hả? Rồi dưa hậu thì sao? Thì nếu mà giờ bạn có hiện rất là ổn, nhưng mà tại vì bệnh nhân có nhiều viêm mổ, một cái viêm túi mật cấp nên bệnh nhân đang đủ thứ bệnh nha, béo phì mỡ nhiều gì đó thì có những vấn đề nào chứ không phải nó thấy là ổn nhưng cuối cùng nhân lăn ra chết đấy. Bây giờ nói bàn về cái những cái mình là thầy phải nói về phải nói kiểu thầy chứ không có nói nha. Giờ trước mắt là nói về cuộc mổ nha. Dự hậu của mổ thì sao, có những cái nguy cơ nào đó thực tế trên bệnh nhân này nữa. Thứ hai nữa là những cái bệnh lý nội khoa có thể cái nào có thể đỡ nặng. Như thế thì mổ cắt túi mật, mà mổ túi mật cấp là phụ mổ khó hay dễ? Thì có những vấn đề nào xảy ra? Một là tổn thương đường mật, hai là gì? Chảy máu. Chảy máu, ba là gì? Có thể là tổn thương thận. Nhưng mà mình đưa cái dụng cụ vô là có thể tự dịch trong sang được. Gì nữa? Thì nếu mà nhân có địa giấy thì có thể thêm. Nhân trùng ở đâu?
Bây giờ nói thầy biết so với mổ chương trình cắt túi mật nha, thì mổ nội mổ cấp cứu ấy, nhưng túi mật cấp cắt túi mật nội soi có cái gì khác nhau? Cái mổ chương trình thì mình lúc mà mình vô thì mình có dễ bắt cắt được, dễ bắt cắt được cái cảm giác calo. Còn với mổ cấp cứu thì cái mổ chỗ đó nó là pin nó chín, mình không bị không ổn cắt được cái đó, thì cái nguy cơ là nó có thể phạm vô mấy cái đường mật. Thì nếu mà tổn thương đường mật thì nếu mà tổn thương đường mật chính thì cái nguy cơ sau này mình có thể bị rồi thôi, cái đó cũng chưa hẳn lắm. Sách vở giờ tao mới nói năm 2015 nha, mổ viên túi mật cấp thì có những cái nguyên tắc nó khác với mổ cắt túi mật nội soi, và viên túi mật cấp nó có những cái nguyên tắc nó khác với cắt túi mật nội soi mổ chương trình. Nếu cắt túi mật nội soi mổ chương trình thì tao phải phẫu kích tam giác calo, hiểu không? Thấy rõ ba bốn cái ống gì đấy rồi mới tao mới kẹp. Nhưng mổ viên túi mật cấp thì cái đó không có đặt ra. Nên trong trường hợp anh không thấy rõ, anh cắt túi mật ngược dòng thì từ đá tách xuống nha, không nhất thiết phải kẹp từng thành phần riêng một, kẹp riêng động mạch ống túi mật này nọ, thậm chí có thể chừa lại cái phễu cái vùng cổ túi mật nha. Thậm chí anh có thể không kẹp cái ống túi mật cũng không sao nha, thì có cái phần tỷ lệ nào đấy nó dò cũng có tỷ lệ nó sẽ làm luôn. Cho nên nguyên tắc mổ với nguyên túi mật cấp nội soi nó khác hẳn với nguyên tắc mổ các túi mật mà mổ chương trình ha. Cho nên đối với người có kinh nghiệm thì cái tỷ lệ biến chứng đường mật hai cái bằng nhau. Cách 2015 nó mới nói, nó mới trình bày một cái bàn tay mổ có kinh nghiệm nắm rõ nguyên tắc mổ cái này khác với nguyên tắc mổ cái này thì cái biến chứng phạm đường mật của hai trường hợp đó bằng nhau. Cho nên bây giờ nguyên túi mật cấp giờ ta mổ sớm 2-3 ngày ta mổ nó không có chờ nó trở lại bình thường với mổ. Mọi người tay ngang thì thầy không biết, cho nên là mặt biến chứng đường mật hai cái này không có thay đổi. Hàng Long nói như thế, nhưng mà tỷ lệ nhiễm trùng nó sẽ nhiều hơn, cao hơn. Bây giờ cái dịch mật trong viên túi mật cấp thì bao nhiêu phần trăm vi khuẩn dương tính nè? Dưới 50% nha. Còn trong trường hợp phẫu túi mật bình thường thì âm tính. Cho nên tỷ lệ nhiễm trùng của túi mật cấp nó sẽ nhiều hơn. Đúng không? Cho nên cái biến chứng mà rõ ràng nhất của các túi mật nội soi so với các túi mật chương trình là gì? Là tụ dịch, tụ máu, nhiễm trùng sau mổ. Tại sao tụ máu? Mình đâu có tìm thấy ống túi mật, thấy cầu mặt túi mật đâu. Mổ chương trình thì phải tìm, nguyên tắc là phải kẹp từng cái. Còn cấp cứu đâu có thể nào thấy. Cho nên nguy cơ chảy máu nó nhiều hơn. Thứ hai nữa là nguy cơ nhiễm trùng nó nhiều hơn. Thứ ba nữa nguy cơ tụ dịch nó nhiều hơn. Ba cái đó là rõ ràng có sự khác biệt. Chứ còn tổn thương đường mật thì không có thay đổi. Bệnh nhân này là mập nữa, cho nên là có nguy cơ nhiễm trùng, có nguy cơ chảy máu, có nguy cơ tụ dịch ở cái vùng mổ và dưới hoành. Những vấn đề chưa? Cho nên trước khi rút cái ống dẫn luôn đấy phải làm cái gì? Làm gì? Phải siêu âm. Đặc biệt những bệnh nhân nào có những cái vấn đề bụng chướng kéo dài hay bệnh nhân khó thở hay những gì đó lấy siêu âm, hiểu không? Cho nên trường hợp này dự hậu trong cuộc mổ này là có thể có chảy máu, tụ máu, tụ dịch, nhiễm trùng ở trong ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ. Thứ hai nữa là mặt nội khoa bệnh nhân có vấn đề nào? Thiếu máu cơ tim, có nhồi máu cơ tim chưa? Thiếu máu cơ tim này bệnh nhân đã có điều trị chưa? Đấy, cao huyết áp, thiếu máu cơ tim không có điều trị thì nguy cơ nhồi máu cơ tim sau mổ nó sẽ cao hơn nhiều so với bệnh nhân đang điều trị liên tục. Còn vấn đề loãng xương tai biến, nếu là một loãng xương chắc không ảnh hưởng gì nhiều, tai biến là sẽ có ảnh hưởng, nắm được chưa? Như thế thì trường hợp này bệnh nhân này không phải là cứ bình thường phải nói rõ có những vấn đề nào xảy ra, đồng ý không? Rồi nhiêu điểm, nhắm bao nhiêu? Thu anh hồi nãy chút nha, 7 điểm đi nha, chút nữa tính tiếp. Rồi, thì tác đừng có nói gì, dông dài quá nha, ngắn gọn.
chỉ cần đọc ba nói ba bốn câu thầy biết là công lực bao nhiêu, không cần phải rồi.